Chẳng phải lìa pháp tánh của chân như có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của chân như có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của chân như có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiều thi ca, chẳng phải trong chân như có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như, chẳng phải trong pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghị có thể đắc Như Lai. Chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị, chẳng phải trong chân như của chân như có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của chân như, chẳng phải trong chân như của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị, chẳng phải trong pháp tánh của chân như có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của chân như, chẳng phải trong pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị, chẳng phải trong chân như có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như, chẳng phải trong pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị, chẳng phải trong chân như có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc chân như, chẳng phải trong pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị, chẳng phải trong chân như của chân như có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của chân như, chẳng phải trong chân như của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị, chẳng phải trong pháp tánh của chân như có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của chân như, chẳng phải trong pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị. Kiểu thi ca, chẳng phải lìa bố thí ba la mật đa có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của bố thí ba la mật đa có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của bố thí ba la mật đa có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa bố thí ba la mật đa có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa bố thí ba la mật đa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của bố thí ba la mật đa có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của bố thí ba la mật đa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiểu thi ca, chẳng phải trong bố thí ba la mật đa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc bố thí ba la mật đa, chẳng phải trong tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chẳng phải trong chân như của bố thí ba la mật đa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của bố thí ba la mật đa, chẳng phải trong chân như của tịnh giới
giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa có thể đắc Như Lai. Chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Chẳng phải trong pháp tánh của bố thí ba la mật đa có thể đắc Như Lai. Chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của bố thí ba la mật đa. Chẳng phải trong pháp tánh của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa có thể đắc Như Lai. Chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Chẳng phải trong bố thí ba la mật đa có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc bố thí ba la mật đa. Chẳng phải trong tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Chẳng phải trong bố thí ba la mật đa có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc bố thí ba la mật đa. Chẳng phải trong tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Chẳng phải trong chân như của bố thí ba la mật đa có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của bố thí ba la mật đa. Chẳng phải trong chân như của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Chẳng phải trong pháp tánh của bố thí ba la mật đa có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của bố thí ba la mật đa. Chẳng phải trong pháp tánh của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Kiều thi ca, chẳng phải lìa bốn tịnh lự có thể đắc Như Lai. Chẳng phải lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc Như Lai. Chẳng phải lìa chân như của bốn tịnh lự có thể đắc Như Lai. Chẳng phải lìa chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc Như Lai. Chẳng phải lìa pháp tánh của bốn tịnh lự có thể đắc Như Lai. Chẳng phải lìa pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc Như Lai. Chẳng phải lìa bốn tịnh lự có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải lìa bốn tịnh lự có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Chẳng phải lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Chẳng phải lìa chân như của bốn tịnh lự có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải lìa chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải lìa pháp tánh của bốn tịnh lự có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Chẳng phải lìa pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiểu thi ca, chẳng phải trong bốn tịnh lự có thể đắc Như Lai. Chẳng phải trong Như Lai có thể đắc bốn tịnh lự. Chẳng phải trong bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc Như Lai. Chẳng phải trong Như Lai có thể đắc bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Chẳng phải trong chân như của bốn tịnh lự có thể đắc Như Lai. Chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của bốn tịnh lự. Chẳng phải trong chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc Như Lai. Chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Chẳng phải trong pháp tánh của bốn tịnh lự có thể đắc Như Lai. Chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của bốn tịnh lự. Chẳng phải trong pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc Như Lai. Chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Chẳng phải trong bốn tịnh lự có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc bốn tịnh lự. Chẳng phải trong bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Chẳng phải trong bốn tịnh lự có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc bốn tịnh lự. Chẳng phải trong bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Chẳng phải trong chân như của bốn tịnh lự có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của bốn tịnh lự. Chẳng phải trong chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc
có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Chẳng phải trong pháp tánh của bốn tịnh lự có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của bốn tịnh lự. Chẳng phải trong pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Hết quyển thứ 90.